nhằm chia sẻ khó khăn với các tỉnh thành phố trong phòng chống dịch, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm của tỉnh đối với những người dân đang làm ăn sinh sống xa quê hương. Theo kế hoạch đón người dân Ninh Bình bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Đến nay các địa phương đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn để đón 645 công dân đợt 1 từ vùng dịch trở về. Khi được tổ COVID cộng đồng phối hợp với cán bộ lao động thương binh và xã hội phường tới tận nhà rà soát, thông tin tỉnh có chủ trương đón người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình, hiện đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương. Gia đình ông Đạt ở phố Phong Lộc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình rất vui mừng, phấn khởi và đã làm đơn đăng ký cho hai con và cháu nhỏ đang ở Bình Dương trở về. Gia đình tôi có 4 người ở trong Bình Dương. Chúng tôi đã làm đơn, đã đăng ký để đưa con em ở trong Bình Dương về Ninh Bình và mong các cháu về càng sớm càng tốt để làm ăn bình thường. Bản thân tôi đã tiếp nhận đơn đề nghị của người dân trên địa bàn phường cũng như là hướng dẫn công dân kê khai, nhận đầy đủ hồ sơ, cũng linh hoạt trong việc là tiếp nhận hồ sơ. Ví dụ như là nếu như mà công dân đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà không thể chuyển căn cước công dân hoặc sổ khẩu về thì có thể chuyển qua Zalo để chúng tôi in ra và nộp lên cho cơ quan cấp trên. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội, đến ngày 30 tháng 9, Ninh Bình có trên 4.200 công dân đã đăng ký nguyện vọng trở về quê đợt này. Các trường hợp đều được thân nhân tại địa phương viết đơn, làm các thủ tục hồ sơ được chính quyền cơ sở và lực lượng công an thẩm định có hộ khẩu, thường trú tại địa phương, đảm bảo chính xác đối tượng, không bỏ sót các trường hợp trong nhóm ưu tiên, cũng không chọn nhầm đối tượng. Ủy ban nhân xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên để hướng dẫn người dân, các xóm nắm được nhóm đối tượng mà trong cái kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh đã quy định để có người ta đến đăng ký. Ủy ban nhân xã thì đã tiếp nhận 46 con em địa phương đang sinh sống và làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương, đảm bảo đúng cái đối tượng. Sáng mùng 1 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh đã lên đường vào đón 645 người dân ở 3 tỉnh thành trên trở về quê. Đây là những đối tượng ưu tiên như người có công, người già, phụ nữ mang thai, người tàn tật, trẻ em dưới 1 tuổi. Dự kiến ngày mùng 5 tháng 10, đoàn sẽ về tới ga Ninh Bình. Các địa phương cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất để đón người dân đến khu cách ly tập trung và các phương án đảm bảo an ninh an toàn phòng dịch theo quy định. Phòng đã tham mưu với Ủy ban dân huyện là đã chuẩn bị hai khu cách ly cứng, đó là Ủy ban dân huyện cũ và phòng giáo dục cũ. Ngoài ra còn dự phòng hai khu cách ly nữa để đón công dân đảm bảo đúng cái biện pháp phòng tránh dịch COVID-19. Đón con em quê hương từ vùng tâm dịch có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương là việc làm ý nghĩa, đầy tính nhân văn của tỉnh, chung tay cùng các tỉnh, thành phố trên cả nước vượt qua đại dịch, đồng thời thể hiện tình cảm trách nhiệm với người dân đang làm ăn sinh sống xa quê để họ sớm ổn định cuộc sống.